Chào cả nhà, hôm nay tôi xin được giới thiệu một chiếc nhẫn Ruby Facet Lục Yên. Một cái chiếc nhẫn được thiết kế rất là thanh mảnh, với cái viên đá chủ chỉ cần tầm khoảng 0.5 CT, 4-5 ly, là chúng ta đã có một cái chiếc nhẫn rất là đẹp và giá tiền rất là hợp lý. Chỉ từ 7-8 triệu. Mà viên Ruby thì Ruby Lục Yên tự nhiên 100% không qua xử lý. Vàng 14K. Trọng lượng vàng cái nhẫn như này thì nó rất là ít thôi, lanh quanh khoảng tầm hơn 2 triệu đến 3 triệu tiền vàng, còn lại tiền đá. Thì chiếc nhẫn như này thì nó sẽ tôn được cái viên đá lên rất là nhiều. Khi chúng ta đeo nó sẽ rất là nổi bật, nhất là chị em phụ nữ tay trắng đeo thì rất là đẹp. Vì nhẫn thiết kế nó có độ phát quang và bắt sáng rất là tốt. Anh chị nào mà thích cái dáng nhẫn như thế này thì hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại dưới đây.